nghệ sĩ trống. Cô bé Milo sống trên một hòn đảo ngập tràn không khí âm nhạc ở Cuba. Cô luôn mơ ước được chơi trống trong một ban nhạc. Người dân trên đảo ngầm quy ước, chỉ con trai mới được chơi trống. Vì vậy, khi thấy Milo tập chơi trống, mọi người thường hét lên: "Về nhà ngay, nhạc cụ này không dành cho con gái." Nhưng Milo vẫn không từ bỏ đam mê. Ban ngày, cô chăm chú lắng nghe tất cả những âm thanh xung quanh. Tiếng những tàu lá cọ đu đưa trong gió, tiếng vỗ cánh của những chú chim ruồi, âm thanh phát ra khi cô chụm hai chân rồi nhảy vào vũng nước. Khi màn đêm buông xuống, Milo ngồi trên bãi cát và lắng nghe âm thanh của biển cả. "Tại sao mình không thể trở thành một tay trống nhỉ?" cô bé khẽ hỏi những con sóng xô bờ. Thế rồi, Milo thuyết phục cha cho cô tham gia một lớp nhạc cụ: trống timpani, trống conga, trống bongo, loại nào cô cũng chơi được. Thầy cô nhận ra tài năng của Milo và bắt đầu dạy cô mỗi ngày. Sẽ đến ngày mình được chơi trong một ban nhạc thứ thiệt, Milo thầm nghĩ. Khi chị gái Cuchito thành lập Ana Kaona, nhóm nhảy nữ đầu tiên của Cuba, cô bé Milo 10 tuổi đã gia nhập ban nhạc với vai trò một tay trống. Nghe từng trống của Milo, ai cũng muốn nhún nhảy. Cứ cố gắng như vậy, cuối cùng Milo đã trở thành một nghệ sĩ trống nổi tiếng thế giới. Phần giải nghĩa: Cuba, một nước ở châu Mỹ, thủ đô là Havana. Chim ruồi, loài chim nhỏ nhất trong các loài chim, khi bay có thể dựng nguyên một vị trí, cánh vỗ nhiều lần tạo ra tiếng vo ve như tiếng ruồi.